là khi cô nói với chú là anh ơi mình khỏe thế mình về anh hen. Nếu đây là những thước phim được quay lại và chiếu cho mọi người xem thì đó là một câu chuyện rất đẹp. Cả cuộc đời này em trân quý cái khoảnh khắc đó. Và đó là khoảnh khắc như thế nào? Chúng ta hãy cùng lắng nghe qua phần kết nối của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh và anh Thái Nguyễn Minh Duy tại khoảnh khắc cuộc đời. Xin gửi lời chào bình an và lời chúc tốt lành đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc đời. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những khoảnh khắc yêu thương đặc biệt gửi đến quý vị. Xin chào Minh Duy. Dạ, xin chào anh Vinh và xin chào chương trình ạ. Cảm ơn Minh Duy rất là nhiều. Mặc dù bận rộn vẫn dành cho khoảnh khắc cuộc đời ít thời gian để chia sẻ những khoảnh khắc yêu thương gửi đến mọi người. Anh rất là thích cái nụ cười của em ấy. Dạ, em cảm ơn anh. Em có thể chia sẻ một chút công việc hiện nay của mình không? Dạ, công việc chính của em á là hướng dẫn viên du lịch. Anh nghe cái giọng của em, anh rất là thiện cảm đấy. Phải nói là vừa rồi thì ngành du lịch bị ảnh hưởng khá nhiều. Và khi công việc du lịch nó không được diễn ra như mình mong muốn thì Minh Duy vẫn có cách để gửi trao những giá trị yêu thương đến mọi người. Dạ, mọi người cũng biết là du lịch nó có nhiều cái chuyển động á. Em thấy là mọi người đang rất cần một cái góp sức. Mà bản thân em thì là một người trẻ mà nên quyết định đi. Đầu tháng 6 á, thì em có đăng ký tình nguyện viên đi hỗ trợ test Covid cộng đồng cho thành phố Thủ Đức khoảng tầm hơn một tháng. Anh thấy ngoài việc test Covid em còn làm nhiều việc khác. Vừa rồi thì có một hình ảnh anh xem được, anh rất là ấm lòng. Đó là mùa trung thu, em đã tổ chức một cái trung thu không đông lắm nhưng mà rất ấm áp. Bình thường thì với anh hình ảnh nó không có xa lạ, nhưng trong mùa dịch thấy các em được các chú các anh tổ chức một cái buổi trung thu như vậy, anh cảm thấy rất là ấm áp. Dạ, cái lúc đó mọi người có ngỏ lời là hỏi có làm trung thu cho mấy bé không, tại vì ở bệnh viện điều trị Covid ở Trưng Vương á thì không có nhiều em bé như ở Nhi Đồng, có khoảng tầm 12 bé thôi, nhưng mà mọi người vẫn quyết định làm để cho các bé có một cái mùa trung thu đáng nhớ. Nhưng mà nó đơn sơ lắm anh ơi, chứ không có được như những cái chương trình mà mình set up sẵn. Cũng là những cái bánh trung thu các mạnh thường quân gửi vào, rồi phải đi vận động, đi xin lồng đèn, rồi có cái chú bảo vệ ở trong đó thì cũng biết làm bong bóng nghệ thuật á. Rồi chú cũng vào cũng làm bong bóng cho các bạn nhỏ ở trong đó. Thì không những chơi với các bạn nhỏ mà cũng như là có những người lớn, phụ huynh họ cũng ra họ vui cùng đêm trung thu. Thật ra đơn sơ nhưng mà cái tình cảm thì nó rất là tràn đầy. Ở trong những hoàn cảnh đặc biệt thì những cái chia sẻ nào nó cũng có giá trị nhất định của nó hết. Và chúng ta đều trân quý mọi cái khoảnh khắc tạo ra ở trong cái thời buổi đặc biệt như thế này. Anh đọc cái cảm xúc này là để cho mọi người cùng chia sẻ với Minh Duy. Một đêm quẩy bung nóc, lại được cầm mít trong một dịp không ngờ đến. Vẫn vui, vẫn máu lửa, dữ dằn lắm mà nghe. Tuy là hơn 10 bạn nhỏ thôi mà muốn rúng động cả bệnh viện luôn. Trọn vẹn đêm trung thu. Dạ, cảm ơn anh. Tự nhiên em viết á, em không thấy cảm xúc bằng cái lúc mà anh đọc. Tại vì ở trong đó có những bé ở lại còn có một mình á, bé cũng chưa nhận thức được là mình đang ở một mình luôn. Có những lúc tự nhiên nhìn bé mà ẵm bé lên để cho bé chơi, cho bé vui. Hôm đó là chú Minh Duy làm MC luôn hả? Dạ đúng rồi, hôm đó em làm hoạt náo cho các bé chơi trò chơi, rồi múa bài vũ điệu, rồi tặng quà, rồi rước đèn, đi cắt khoa. Anh thì làm cái người mà đã tuyển sinh bao mùa én vàng rồi, thì một trong những cái giọng mà anh nghĩ là đẹp nhất á là cái giọng nó chạm được vào con tim người khác. Có nhiều giọng nói hay lắm nhưng mà có nhiều giọng nói không có cảm xúc ở trong con tim. Thì khi mà nghe Minh Duy chia sẻ, anh cảm giác em có một cái giọng rất là ấm áp, nghe nó rất là chân thành, rất là hay từ cái con tim của em. Anh nghĩ là hôm đó các cháu, các em ở sân khấu nhỏ thôi mà nghe chú Minh Duy chia sẻ những cái câu chuyện ấm áp đó thì anh nghĩ nó sẽ chạm được vào các em. Anh tin là như thế. Dạ, em cảm ơn anh. Ngoài cái công việc mà hai anh em mình vừa chia sẻ thì em có kiêm nhiệm thêm những công việc gì giúp mọi người? Dạ, trong lúc mà em phục vụ ở bệnh viện Trưng Vương á, thì buổi tối á, em có chạy thêm ATM oxy cho bà con F0 đang điều trị tại nhà. Thì có những cái ca nào mà họ tụt SpO2 á, mà họ cần oxy gấp á, thì mình sẽ xách oxy mình chạy đi, sẽ phục vụ từ tối tới sáng cho bà con. Như vậy là trong riêng cái mùa dịch này thì đã có nhiều khoảnh khắc đến với Minh Duy rồi, chứ không phải cuộc đời nữa. Ngay bây giờ ở trong đầu em đang nghĩ đến khoảnh khắc gì? Dạ, có một cái khoảnh khắc mà cả cuộc đời này em trân quý cái khoảnh khắc đó. Thường á là quy trình á là bệnh viện họ sẽ nhận vào khoa cấp cứu, sau đó là em sẽ có nhiệm vụ là đi vận chuyển người từ khoa đó đến các khoa khác. Thì em có đưa vào khoa một cặp vợ chồng, hai cô chú chắc cũng phải năm mấy 60 tuổi rồi đó. Hai người rất là tình cảm, hai người quấn quýt nhau lắm. Em kêu là ồ khỏe như thế này thì chắc khoảng tầm vài bữa là mình ra thôi. Cũng rất là vui vẻ chọc ghẹo cô chú. Đâu đó khoảng một tuần lễ chú bắt đầu chuyển nặng, thì chú chuyển từ cái khoa nhập viện ban đầu xuống khoa hồi sức. Và cô lúc đó cô âm tính với Covid, nhưng mà lúc đó vì không ai là chăm chú hết nên là cô quyết định xin bệnh viện ở lại để chăm chú. Và cô có xin với lại trưởng
khoa, cái nơi mà cô đang ở, để chuyển cô xuống cái khoa gần với cái chỗ mà chú đang nằm, để mỗi ngày được nhìn chú thôi. Đắn đo suy nghĩ thì các bác sĩ cũng đồng ý chuyển cô xuống. Thì cái hình ảnh của cô mà đặt vào mắt em mỗi ngày khi em đi vào á, là từ 6 giờ sáng đến đêm luôn, ngày nào cũng ngồi trước cái hành lang đó để nhìn vào cái giường mà chú đang nằm á, chỉ nhìn thôi, nhìn từ sáng đến tối. Cái ngày hôm đó em nhớ là ngày thứ hai á, buổi trưa đó em có ghé vào, em hỏi cô là hôm nay chú làm sao rồi cô. Cái cô nói là may mắn bác sĩ cho vô gặp chú tí xíu, nói chuyện với chú một chút. Chú nói là khỏe, sắp về rồi. Cái cô cũng mừng, cô nói với chú là anh ơi mình khỏe thế mình về anh hen. Cô nói với em vậy á, em nghe em cũng mừng lắm. Chiều đó em đi đưa cơm xuống thì em thấy các bác sĩ đang cố gắng ép tim, kích xung điện tim để cấp cứu cho ca đó, thì em không thấy cô. Em nói là ok thôi cũng được, nhưng mà cô lại xuất hiện và cô thấy toàn bộ cái diễn cảnh là các bác sĩ đang cấp cứu cho chú. Sau đó chị hộ lý chị đi ra và chị thông báo là người nhà qua đời rồi, thì cô gục ngã xuống luôn. Cô mới nói hả là trưa nay anh mới nói với em là anh khỏe mình đi về, mà giờ làm vậy. Theo quy định á, là bệnh nhân mà mất vì Covid á, cái quy trình họ phải khép kín lắm, tại vì nếu mà mình không kỹ á, là hơi trong tử thi ra virus nó phát tán thì lại nguy hiểm cho những người nằm xung quanh, thì bắt buộc là phải đắp chú lại. Cô cũng cố gắng cô đứng ở đó để cô nhìn. Có một cái điều nó đau đớn là hai người cũng có con, ở nhau vậy cũng được 30 năm. Thế cô mới nói với em á, là giờ này á, ăn cơm xong rồi nhờ coi tivi nè, giờ anh đi anh bỏ em. Em cũng chỉ biết ngồi đó, không biết làm gì chứ. Thấy hai người lớn tuổi mà họ yêu nhau, họ thương nhau. Anh rất là cảm ơn cái câu chuyện của Minh Duy. Nếu đây là những thước phim được quay lại và chiếu cho mọi người xem thì đó là một câu chuyện rất đẹp. Mặc dù là nó có những đớn đau đó, nhưng mà chúng ta thấy hai người đã sống trọn cái tình yêu thương, cho chúng ta thấy được là cuộc sống vẫn có những tình yêu thương mà gắn bó đến nhau, từng hơi thở, từng ánh mắt, từng nụ cười để theo dõi nhau. Và anh tin rằng chú ở đâu đó cũng sẽ rất là vui khi mình đã chọn một người đồng hành với mình đi trên con đường đó, và chú sẽ phù hộ cho cô. Mong là như vậy. Cuộc sống đôi khi chúng ta không muốn những cái điều bất chắc xảy ra, nhưng cái tình yêu mà em kể cho anh á, anh lại thấy đẹp nhất ở trong khoảnh khắc này. Nó không phải là cái mất mát. Đôi khi cuộc sống, anh nói thật nha, nếu mà ai theo dõi anh thì biết được là anh cũng đã có những khoảnh khắc đã tưởng lìa đời rồi. Nên anh nghiệm lại như vậy nè, cuộc sống có hai khoảnh khắc mà chúng ta sẽ trải qua bắt buộc, đó là được sinh ra và chết đi. Sinh ra thì ai cũng đã trải qua rồi, và đến một lúc nào đó bạn sẽ phải ra đi. Bạn để lại cái gì và bạn sống làm sao mới là quan trọng. Đương nhiên chúng ta nếu giữ được những cái sức khỏe cuộc sống để cho cuộc sống chúng ta có nhiều giá trị yêu thương hơn là tốt. Nhưng cứ nghĩ lại mà xem, có ai cưỡng lại được cái chết. Đến lúc nào đó bạn sống ở một cái tuổi nào đó, có thể là 100 tuổi, nhưng nếu mà nhớ lại những cái khoảng thời gian chúng ta đã sống, chúng ta mới thấy là nó đáng đẹp. Và Minh Duy cũng thế, đến ngày hôm nay Minh Duy đã sống và đáng tự hào, thế là quá đủ rồi. Khoảnh khắc này là khoảnh khắc gần kết rồi, nhưng anh vẫn muốn đọc, tại vì những cái tâm tư của em rất cần được mọi người cùng chia sẻ. Khóc vì bình an, khóc vì được yêu thương như gia đình, dù là đến một nơi không ai muốn đến, ấm áp lắm con ơi. Giữ chọn khoảnh khắc hạnh phúc khi nhìn bà con được về với gia đình mình, đây là động lực của tất cả anh em chúng em. Lại là một khoảnh khắc được chia sẻ rất là ấm áp. Dạ, cái lúc đó là em chở bà con ra, cái em mới nói là thôi bà con mình về vui nha, về ăn cơm tấm rồi bún bò Huế phở bò đó, ăn nhiều vô, ăn cho lấy sức, nghe ở trong này thèm lắm rồi đúng không. Cái có hai mẹ con nó òa lên khóc và xin ngày sinh đáng đẻ của em á để làm lại khai sinh cho cô, tại vì giống như cô nói là được sống lại lần thứ hai vậy, được sinh ra ở đây và được sống lại. Thì đúng cái lúc đó ai mà được ra em thấy hạnh phúc vô bờ luôn, và công việc thích nhất của em đó chính là chở mọi người được xuất viện. Và giây phút mà bây giờ chúng ta cảm thấy vỡ òa ra nhất là những cái người đã trở nặng hay là những người đã nhiễm Covid được tuyên bố rằng đã khỏi bệnh và được trở về gia đình, đó là giây phút họ cảm thấy hạnh phúc. Mà không chỉ họ hạnh phúc và những người chứng kiến điều đó hạnh phúc, trong đó có Minh Duy. Anh thấy trái tim của em thật nồng ấm. Cảm ơn em đã đến với khoảnh khắc cuộc đời để chia sẻ những cái câu chuyện rất là ấm áp, mặc dù có đau thương nhưng anh rất có niềm tin vào những câu chuyện mà em đã trao gửi. Dạ, em cảm ơn Minh rất nhiều. Cảm ơn chương trình cũng đã cho em một cái khoảnh khắc nào đó để chia sẻ cái sự yêu thương của tất cả bà con ở trong một cái mùa khó khăn như thế này. Và cũng chúc chương trình và anh Vinh cùng với quý bà con có nhiều sức khỏe. Và chúng tôi cũng cảm ơn quý vị khán giả. Hy vọng là câu chuyện hôm nay cũng gửi cho quý vị những niềm tin yêu và hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Chúc quý vị bình an và sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.